Chào các bạn thông minh học giỏi, các bạn có biết loài người sinh ra từ đâu không? 1. Vượn cổ 2. Tốn ngộ không? 3. Khỉ đó chính là vượn cổ nhé các bạn. Các giai đoạn phát triển theo khoa học. Hiện nay, các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ. Với những bằng chứng khảo cổ học, các chuyên gia đã thống nhất loài người có thể tiến hóa từ vượn cổ theo ba giai đoạn bao gồm Homo sapiens, Homo erectus và Homo sapiens. Cụ thể, Homo herbilis. Người khéo léo thường xuất hiện phần lớn ở khu vực Đông Phi, điều này cũng dẫn đến nhận định rằng phần lớn những người Australopithecus được coi là những con người sớm nhất. Homo erectus, người đứng thẳng xuất hiện phần lớn ở khu vực châu Phi, giai đoạn phát triển này rất giống với người hiện đại hiện nay. Tuy nhiên, bộ não của họ được xác định chỉ bằng khoảng 71% bộ não của con người hiện nay.